chỉnh nè. Chỉnh siêu tốc rồi. Cái này còn điều khiển từ ta chạy tốc độ bao nhiêu km bây giờ? À, 130 tới 140 á. Đây ạ. À, đầu tiên là mở remote. Rồi xong rồi tới mình bật công tắc. Lên là kiểm tra máy trước. Đó. Đó, lên hết. Kiểm tra bánh trước, bánh rồi, sau. Rồi, bánh trước, bánh sau, bóp ga, còn ga, còn thắng. Rồi. Rồi mình mới cây đèn mình giật lên này nè. Mình cắm vô cái ông cây pin mồi. Pin mồi. Ừ, mình cắm vô đây. Rồi. Mình đè xuống, dần dăng nha. Đây là đè cho máy nổ. Nó có bánh trợ lực đúng không? Bánh đà, bánh ban đề. Ban đề. Tống lên qua. Nó có bằng đề. Thôi gần hết pin á. Hết pin. Lấy cái bàn đề của ta thử đi Khoa. Đây là bàn đề. Đó. Bánh nè, bánh ra. Gắm vô, gắm vô. Đây bàn đề luôn. Bàn đề đang đang hết pin. Bàn đề là gì vậy bạn? Nó thì chạy tới bé không, bé không? Bàn đề là gì vậy bạn? Bàn đề nè, con đang có quay rồi con. Đây nè, đúng là nè. Đây, đây bàn đề đang còn pin đây. Đó, đặt lên. Hết rồi, tôi gấp quá. Rồi, ok. Rồi, bàn đề. Rồi, công tắc của bàn đề đây. Đó, công tắc đó. Cái này là... bật bàn đề. Nói xíu ra con. Nó máy lớn nè. Máu con người con cần máu nè. Đây, chiếc này là hơi trục chặt rồi. Tại này chưa rô đai. Chưa rô đai. Vô có xăng. Chặt vô. Đây xăng đi các bạn. Đây là xăng nó kêu 25% mấy cái ăn toàn nha ta cho ăn nha. Cái này gọi xăng gì ạ? Nitro. Xăng nitro. Mình mua đâu ta? Ở shop Nguyễn Chi Phương á. 138 Nguyễn Chi Phương. À shop 138 Nguyễn Phương Chi Phương. Đây rồi ok. Bình xăng đó, đây là cái cần điều khiển. Xe này có thể đạt vận tốc tới 130 km/h. Quá khủng. Không biết lên được đây. Đây là bàn đề đây. Trước khi chúng ta thử thử test đúng không? Bánh. Quá nhanh nhanh.
ra ra ra